Rồi bà đi, bà thì đi cung cung vậy ha. Đó, đó. Giữ nha, rồi thả lỏng người ra, mềm mại, mềm mại, mềm mại. Wow, bây giờ mới là ngũ bội tâm tinh thứ thiệt phải không? Cái này phá quả tâm tinh này. Đau cực kỳ. Đi lại không được đấy. Lẹ không bẻ miệng. Cái quan trọng ấy là khi mình bấm ngũ bội tâm tinh á, mình làm cho mấy gân nó giãn ra hết. Tại cái lưng nó bị co cái gân lại á. Phải bấm đau mới đúng. Không phải đau mới đúng, mà đúng nó mới đúng. Thôi lên đây tôi chỉ nè. Rồi không đưa chân lên đây nè. Đó nè, nếu dù mình bấm á là giày không đúng nè, ông nhìn thấy gân không, thấy gân chưa nè, bật bật thấy chưa, thì mới hiểu phải không nè, cái gân nè phải đúng cái gân đây nè, bật bật căng mặt căng mặt. Nhưng mà khi mà em làm cái đó xong á là cái em nghe cái người nó nhẹ hẳn hết rồi. Thế cũng như bác em chân mà giờ mà dở không nổi á, mình quất cái này nhẹ lên liền nè. Còn ban me thì trời ơi, một lần nữa. À, Chúa. À, Chúa rồi, Chúa, Chúa. Ô, qua, 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 qua. Rồi. Ô, 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 ô. Rồi. Rồi này, cứ thẳng lưng đi. Chúa, 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 Chúa. Hốp đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chùm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam. Điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.